Xót xa, hình ảnh của ông ngoài 80 cộng lưng đạp xe hơn 20 km bán chuối kiếm tiền nuôi vợ. Rất nhiều người đã bày tỏ sự đồng cảm với cụ ông. Dù đã cao tuổi nhưng vẫn miệt mài lao động mưu sinh để kiếm tiền chăm sóc cho vợ và lo toan cho cuộc sống. Những ngày vừa qua, một đoạn clip ngắn xuất hiện trên mạng xã hội khiến cho không ít người thương cảm khi một cụ ông tuổi đã cao nhưng vẫn cặm cụi rong ruổi bán chuối trên phố để kiếm tiền lo toan sinh hoạt cho hai vợ chồng. Trong đoạn clip, hình ảnh cụ ông với dáng người gầy gò lam lũ, chân chậm, tay lãng nhưng vẫn nhiệt tình mời mọi người mua chuối giúp mình để mau hết hàng. Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi với chàng thanh niên hỏi mua hàng, ông cụ cho biết năm nay mình đã 83 tuổi, còn vợ thì 70 tuổi. Ông bà lấy nhau nhiều năm nhưng không có con. Và dù tuổi cao sức yếu nhưng ông vẫn lặn lội từ Tân Thành Long An cho tới Mỹ An Đồng Tháp để bán chuối kiếm sống. Ông cụ cũng nói thêm rằng không phải ngày nào ông cũng chở xe chuối đi bán, 5-7 bữa mới đi được nữa. Bà con ủng hộ được thì tôi mang ơn bà con, giúp đỡ tôi để tôi có cơm sống tôi cũng đội ơn. Mặc dù bán hàng nhưng không giống như những người khác, ông cụ 83 tuổi rất thật thà nói rằng số chuối là được ông mua lại từ nhà vườn với giá là 7.000 đồng. Khi đem bán mỗi bắp, ông chỉ được lãi 1.000 đồng. Một bắp chuối 8.000 đồng một bắp, mua 7.000 đồng bán 8.000 đồng. Bắp chuối với chuối đều mua trong vườn của người ta, mua ở kênh chuối, kênh Ba, kênh Bùi, tức Tân Thành, Tân Thịnh, Long An. Sáng mua chuối vườn của người ta xong, hôm sau đi bán. Tôi đạp xe từ Tân Thành, Long An ra chợ Tháp 10 khoảng gần 20 cây, cụ ông chia sẻ. Theo lời chia sẻ của cụ ông với thanh niên mua hàng, sau mỗi lần đi bán chuối, ông chỉ kiếm được khoảng 30.000 cho tới 40.000 đồng. Và số tiền đó để nuôi người vợ tuổi đã ngoài 70, mắc mờ và không còn khả năng lao động. Do không có con cái nên mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày của hai ông bà đều do cụ ông lo hết. Bà ở nhà chỉ cơm nước giặt giũ quần áo cho tôi thôi chứ mừng gì. Với hơn nữa là mắt cũng yếu rồi, nó mờ nên đâu có mừng gì được, tôi phải làm hết sức chứ sao bây giờ. Ông cụ nói thêm rằng có hôm bán chuối ế không hết, ông thường phải đem tới chỗ từ thiện trong bệnh viện để đổi lấy gạo đem về cho bà nấu cơm. Sau khi nghe ông chia sẻ câu chuyện, nam thanh niên cùng một số người dân xung quanh đã xúm lại mua ủng hộ chuối cho ông cụ để ông được về nhà sớm. Dù chỉ hết 27.000 đồng, nhưng sau đó thanh niên kia cũng biếu cụ luôn cả 100.000 đồng để về mua gạo nấu cơm. Ngoài ra, chàng trai cũng không quên kêu gọi mọi người nếu gặp ông cụ trên đường hay mua ủng hộ ông chuối để ông sớm được trở về nhà với cụ bà. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip và câu chuyện cảm động của cụ ông bán chuối đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý không nhỏ của cộng đồng mạng với gần 40.000 lượt chia sẻ, cùng với đó là hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Rất nhiều người sau đó cũng đã bày tỏ sự đồng cảm với cụ ông, dù tuổi đã cao nhưng vẫn miệt mài lao động mưu sinh để kiếm tiền chăm sóc vợ và lo toan cho cuộc sống. Cuộc đời không phải lúc nào cũng như mình mong muốn, chỉ muốn chúc ông cùng bà ở nhà có thật nhiều sức khỏe mà thôi. Thấy thương cho ông quá, mong mọi người nếu có gặp thì mua ủng hộ để ông có thêm chút tiền sinh hoạt hàng ngày nhé. Cụ già yếu, nói chuyện cũng chẳng còn lưu loát mà vẫn phải đạp xe mấy chục cây số đi bán chuối, thương ông cụ lắm. Chỉ mong ông có thật nhiều sức khỏe để đi bán hàng và có thêm nhiều vị khách có lòng tốt như nam thanh niên này. Nhìn ông mà mình lại nhớ đến ông bà nội ở nhà. Dù ông có lương nhưng bà vẫn cứ cầm cụi lương còng trồng thêm rau xanh cho con cháu, rồi còn dư đem bán tiết kiệm từng đồng tiền, rồi thỉnh thoảng giấu bố mẹ cho mình mỗi lần lên trường. Thương quá là những bình luận cư dân mạng để lại. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.